Chào mừng quý chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ với anh em về những cái sản phẩm combo như đây mình đang bày ở đây. Và ở những clip lần trước thì bên mình cũng đã đi review và khui hộp cho các bạn cái mẫu BLED có kích thước là len kính 2.0 của thương hiệu AES và hàng chính hãng nhập khẩu. Và bây giờ thì ở clip này thì bên mình sẽ đi review cho các bạn những cái sản phẩm, và sau khi là bên mình đã độ vào những cái chiếc chóa của những cái chiếc xe phổ thông thì nó sẽ được những cái sản phẩm như này. Thì các bạn có thể biết là ở trong phân khúc giá trên dưới trên 1 triệu đồng và dưới 2 triệu đồng thì thường anh em hay nghĩ tới cái việc là tăng sáng cho những cái chiếc xe phổ thông thân yêu của mình là những cái chiếc bóng LED, thì cái tầm khoảng trên 1 triệu và dưới 2 triệu đồng để mà sở hữu được full một bộ combo như thế này nó khá là khó. Nhưng với cái sản phẩm đến từ thương hiệu AES và do bên mình có độ chế lại với những cái chiếc chóa xe phổ thông này ở cái phân khúc giá trên 1 triệu và dưới 2 triệu đồng thì anh em hoàn toàn có thể sở hữu trong lòng bàn tay với những cái sản phẩm như thế này. Thì việc đầu tiên là những cái chiếc xe của các bạn nó là những cái chiếc xe gì. Thì ở đây thường bên mình sẽ hay độ cho những cái chiếc chóa của những cái chiếc xe gym. Thì anh em thì biết là những cái chiếc xe gym thì những cái bóng theo xe của những chiếc xe gym nó là những cái bóng M5 cực kỳ là tối. Và những cái chiếc xe đó khi mà tham gia giao thông vào buổi tối, đặc biệt là những cái đoạn đường mà không có đèn cao áp thì nó khá là nguy hiểm cho chúng ta khi tham gia giao thông. Và những cái phần ánh sáng của những cái bóng M5 đó nó không có cái phần chống chói. Thì khi chúng ta đi ở những cái chế độ cốt thì những cái người ngược chiều người ta cứ nghĩ là mình đang đi pha và người ta nháy đèn loạn xạ lên để chúng ta xuống cốt, nhưng thực tế là chúng ta đang đi cốt. Đó, nó khá mất lịch sự và nó lại tối. Nó mang lại cái sự nguy hiểm cho chúng ta, nó tiềm ẩn những cái nguy hiểm khi mà chúng ta tham gia giao thông. Và những cái chiếc xe đó thì bên mình thường xuyên hay nâng cấp những cái sản phẩm đến từ thương hiệu AES, đó chính là những cái mẫu bi có phần size kính là 2.0 như tay ở đây mình đang cầm. Và giới thiệu với các bạn là những cái mẫu bi có kích thước size 2.0 như thế này thì đã được bên mình độ chế vào những cái chiếc chóa xe gym. Thì hiện tại ở đây thì mình đang bày một cái chóa màu trắng, đó bên cạnh là hai chiếc chóa màu đen. Thì sản phẩm độ cho xe gym này thì bên mình có cả những cái chiếc chóa màu trắng và những cái chiếc chóa màu đen. Thì những clip trước thì bên mình cũng đã chia sẻ cái cách độ rồi. Thì ở clip này thì bên mình sẽ review một vòng các cái sản phẩm của bên mình cho các bạn có sự lựa chọn, và các bạn sẽ có nhu cầu muốn tăng sáng và muốn sở hữu cho mình một combo như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp bên mình theo cái số điện thoại mình sẽ để ở góc màn hình, hoặc là cái phần nêm cạc của mình ở đây. Nó chính là cái số điện thoại ở trên phần nêm cạc đầu 0356146888, thì bên mình sẽ ship đến tận tay cho các bạn. Và cách lắp đặt thì hoàn toàn như gym. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề là cái phần BLED ở đây. Thì như ở đầu video thì mình cũng đã nói, trong tầm khoảng mức giá trên 1 triệu và dưới 2 triệu đồng thì thường từ trước đến nay anh em hay tìm đến cái giải pháp nó chính là những cái phần bóng LED. Thì những cái phần bóng LED thì anh em cũng thể biết là nó cũng sẽ giống như là những cái phần bóng halogen ở đây như tay mình đang cầm. Thì cái nguyên lý của cái bóng LED là khi cái bóng LED nó phát sáng, nó sẽ phản xạ vào cái chóa ở trên những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta, và khi nó phản xạ như thế nó sẽ hắt ánh sáng xuống mặt đường thì nó sẽ giảm cái cường độ ánh sáng. Cộng với cái việc là những cái bóng LED ở trên thị trường thì thường là nó sẽ không tương thích cao với những cái chiếc chóa xe phổ thông như ở đây mình đang bày. Thì có những xe thì khi gắn vào thì được cốt mất pha, được pha mất cốt, hoặc là đi cốt thì khá là gần ở ngay trước mặt, còn khi đi pha thì cái đèn đó nó soi lên ngọn cây luôn. Nó cực kỳ là gây ức chế cho những cái người mà đầu tư những cái chiếc bóng như thế để gắn lên những cái chiếc xe của họ muốn tăng sáng. Và cái giải pháp cực kỳ là hiệu quả và an toàn cũng như là cực kỳ là tối ưu với bên mình, nó là gì? Là bên mình đã độ sẵn cho các bạn những cái combo như thế này với lại một em bi như thế này. Thì giới thiệu với các bạn, đây chính là mẫu bi có phần kích thước size kính là 2.0 inch của thương hiệu AES. Thì cái sản phẩm này là hàng nhập khẩu chính hãng từ thương hiệu AES ở nước ngoài, được nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam và được công ty AES Việt Nam phân phối. Thì bên mình nhập những cái sản phẩm này về, nó là sản phẩm chính hãng, và bên mình đã độ chế do những anh em kỹ thuật ở bên mình đã độ vào những cái chiếc chóa phổ thông như thế này. Thì bên mình đã làm full một bộ như này với cái giá thành khá là hợp lý đối với lại những cái sản phẩm mà bên mình đã độ sẵn vào những cái chiếc chóa của những cái chiếc xe Dream như thế này. Giá chỉ có 1,5 triệu. Vâng, 1,5 triệu, anh em không nghe nhầm đâu, chỉ có 1,5. Và tiếp theo, như ở đây tay em đang chỉ, nó chính là chiếc chóa của những cái chiếc Wayanfa 100 hoặc là những cái chiếc Wayanfa 110, hoặc là chúng ta có thể gắn lên được những cái chiếc Future X thì chúng ta sẽ gắn được những cái chóa như thế này, chúng ta sẽ gắn như zin. Thì lát nữa thì em sẽ chia sẻ cái cách gắn lên những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta. Và chiếc chóa này thì bên em đang định giá với một cái combo độ sẵn như thế này với một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn, nó chỉ 1,7 triệu đồng. Thì nó sẽ bao gồm là một cái chóa bên em đã độ sẵn những MB như thế này và những cái sản phẩm phụ kiện kèm theo. Thì lát nữa thì bên em sẽ đi sâu vào cái vấn đề đó. Và tiếp theo thì ở phía bên tay phải các bạn, thì em đang để một cái sản phẩm, nó chính là cái mẫu chóa X135 phiên bản 5 số của những cái chiếc xe Yamaha Exciter. Đó. Thì ở cái phiên bản này thì bên em cũng đã độ sẵn một MB có phần len kính kích thước là 2.0 inch. Và với một cái mức giá cực kỳ ấn tượng cho một cái bộ combo bên em đã độ sẵn như thế này với em chóa X135 ở đây với cái mức giá chỉ có 1,8 triệu.
Đó, thì lý do những cái chóa như thế này nó sẽ có cái mức giá khá là chênh lệch nhau là gì? Ở đây, cái chiếc chóa của chiếc xe Jim nó sẽ là chiếc chóa rẻ nhất. Lý do khi bên em nhập những cái chiếc chóa này nó sẽ có cái giá thành rất là rẻ. Cái Way Alpha thì nó sẽ có cái mức giá cao hơn cái chóa xe Jim này một xíu. Và ở đây thì cái chiếc chóa của chiếc X135 này nó khá là cao. Thì chia sẻ luôn với anh em ở trên thị trường thì anh em cũng đã biết giá của những cái chiếc chóa này khi mà bên mình nhập vào nó có giá là hơn 500.000 đồng cho một cái chiếc chóa mới chính hãng của Yamaha, hơn 500.000 đồng chưa bao gồm là bi và chưa bao gồm công lắp đặt độ chế cho một cái sản phẩm như thế này. Và bên mình sẽ bảo hành cho anh em những cái sản phẩm như thế này. Thời gian bảo hành nó lên đến là 15 tháng anh em nhé, 15 tháng đổi mới cho những cái chiếc bi như thế này. Thì những cái sản phẩm chính hãng của thương hiệu IS này họ đã bảo hành cho chúng ta những cái bi như thế này rồi. Và khi bên mình độ chế cho các bạn nó là những cái chiếc chóa và bên mình đã độ như thế này thì cái thời gian bảo hành của bên mình cho những em bi như thế này nó lên đến 15 tháng. Đó. Thì những cái sản phẩm bên mình tung ra thị trường khi mà anh em lắp lên những cái chiếc xe thân yêu của các bạn thì anh em cứ tự tin đi cho mình. Trong vòng 15 tháng thì bên mình sẽ bảo hành bất cứ một cái lỗi gì nếu như cái em bi này nó không sáng, nó chỉ có cốt không có pha hay là vân vân. Liên quan đến cái phần chóa mà bên mình đã cung cấp cho các bạn nó có vấn đề thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình theo cái số điện thoại mình sẽ để góc màn hình, thì bên mình sẽ bảo hành đổi mới cái bi này cho anh em trong vòng 15 tháng. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những cái vấn đề, những cái phụ kiện kèm theo những cái bộ chóa như thế này nó sẽ gồm có những gì. Thì chia sẻ với anh em thì hiện tại ở trên tay mình đang cầm nó chính là chiếc chóa của chiếc Super Dream. Thì những cái chiếc chóa Super Dream ở đây thì tay mình đang cầm nó chính là chóa của những chiếc Dream đồng ngắn hoặc là những cái chiếc Dream Thái hay là những chiếc Dream của Trung Quốc thì nó sẽ có cái pha nhỏ như thế này, cực kỳ là nhỏ nhắn và xinh xắn. Thì với cái kích thước khá là nhỏ như này thì hầu hết trên thị trường sẽ có cực kỳ ít những đơn vị độ sẵn những cái sản phẩm như thế này cho anh em. Thì hầu hết ở trên thị trường hiện tại là bên mình đang phân phối và bán ra thị trường cái mẫu bi 2.0 độ sẵn và những cái chiếc chóa cho Dream này cực kỳ là nhiều. Với cái mức giá đầu tư cho em này nó chỉ có 1,5 triệu đồng thì chúng ta sẽ được sở hữu một cái chiếc chóa đã độ sẵn như thế này. Đó. Và cộng với lại một cái phần dây jack connect như thế này. Thì giới thiệu với các bạn đây chính là cái phần driver để cho MB này nó sáng. Thì trên driver nó sẽ có hai cái jack đây và sẽ có một cái jack va cốt thì bên mình làm như thế này rồi. Lý do bên mình không làm thêm những cái bộ dây nguồn cho những cái sản phẩm như thế này bởi vì những cái MB này có cái phần watt khá là thấp, nó chỉ có 40W. Thì những cái sản phẩm này khi mà lắp lên những cái chiếc xe thân yêu của các bạn thì những cái sản phẩm này nó cũng tương đương với công suất của những cái chiếc xe phổ thông của chúng ta. Thì thường là những cái chiếc xe phổ thông của chúng ta nó có những cái size bóng có phần watt nó rơi vào tầm 30 cho đến 35W. Đó thì ở đây là em đang cầm một cái bóng halogen của cái chiếc chóa này, khi mà em tháo ra nó đã có công suất là 35W rồi. Và ở đây cái phần bi led của chúng ta nó chỉ có công suất là 40W, nó cực kỳ là tiết kiệm điện và khá là nhẹ điện cho nên là chúng ta sẽ không cần đến một cái bộ dây nguồn. Thì những cái bộ dây nguồn thì clip trước thì bên em cũng đã có những cái video chia sẻ cách bấm những cái bộ dây nguồn này rồi. Thì lý do là những cái sản phẩm này sẽ không cần đến những cái bộ dây nguồn như thế để giảm thiểu tối đa cái mức chi phí anh em đầu tư cho một cái sản phẩm này khi mà up lên một cái chiếc xe thân yêu, để nó đảm bảo cái phần ánh sáng thực tế khi mà đi trên đường nó sẽ tăng cái hiệu quả ánh sáng và hơn thế nữa nó sẽ tăng cái phần ánh sáng ở chế độ cốt đi cực kỳ là lịch sự. Thì những cái sản phẩm mà bóng halogen theo những cái chiếc xe, ví dụ là những cái chiếc xe đời mới như những chiếc xe Wenfa này, những chiếc xe Jim này, hoặc là những cái chiếc xe X135 hay 150 thì những cái bóng mà ba chân như thế này, này bóng chân H4 thì nó chỉ có những cái phần chống chói cực kỳ là nhỏ ở đây. Thì khi đưa lên những cái chiếc chóa này thì cái hiệu quả chống chói nó khá là tệ. Thì những MB này nó sẽ giải quyết được 100% cái mức độ ánh sáng thừa gây chói mắt cho những người ngược chiều. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái sản phẩm em đang để ở đây, nó chính là cái chóa của chiếc Way Alpha. Thì cái chóa của chiếc Wenfa bên em độ sẵn ở đây thì nó sẽ là như thế này. Hình thức của em nó sẽ được bên em sơn đen, có thể là để màu trắng hoặc màu đen. Thì thường là bên em những cái sản phẩm độ chế này bên em sẽ hay sơn đen thì nó sẽ đẹp và hợp lý hơn. Lý do thì khi những cái phần chóa ở trong này nó là màu trắng thì bên em tháo ra thì anh em kỹ thuật thì phải sờ mó động chân động tay vào thì những cái phần xi ở trong này nó sẽ không được đẹp nữa. Thì bên em sẽ phủ một cái lớp sơn màu đen nhám cực kỳ là đẹp. Đó, nó sẽ tăng cái độ lịch sự cho những cái chiếc chóa mà độ những em đi như này. Và ở cái phần phía mặt sau này thì bên em sẽ làm như zin. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy ở đây sẽ có cái phần cao su chụp theo của những cái chiếc chóa như này thì bên em sẽ chụp vào như này, nó sẽ không bị bụi vào những cái sản phẩm như thế này. Thì khi độ lên thì các bác có thể về lắp như zin. Đó, thì ở đây nó sẽ có những cái cọng dây như thế này thì bên em đã làm sẵn rồi. Thì giới thiệu với các bạn khi mà các bạn order một cái chiếc chóa dành cho chiếc xe Way Alpha 100, 110 hay là Future X thì cái sản phẩm này nó sẽ gồm một bộ chóa bên mình độ sẵn là bi có kích thước lên kính là 2.0 và một bộ driver nguồn như thế này. Đó, thì cái driver nguồn như thế này thì bên mình đã làm cực kỳ là tối ưu. Thì các bạn về chỉ việc cắm phục cái đầu chân H4 như thế này vào cái jack zin ở trên xe của các bạn, vậy là xong. Thì ở đây nó sẽ có jack pha cốt thì các bác sẽ cắm vào trên cái chiếc chóa đèn của chúng ta. Và ở đây nó sẽ có tương tự là hai cái jack ở đây thì chúng ta cắm một được một cái này thì nó sẽ không bao giờ nhầm. Thì các bạn cứ thế là cắm vào là xong. Cái jack này thì bên mình đã bấm nó giống như cái bóng ba chân ở trên chiếc xe của chúng ta. Cái bóng này thì thường anh em hay gọi là bóng ba chân nhưng anh em kỹ thuật sẽ gọi là bóng H4 hoặc là HS1. Đó thì ở đây nó sẽ có chữ HS1 này.
Đó. Thì ở đây nó sẽ có ba cái chấu như này, thì thường anh em gọi là bằng ba chân, thì bên mình cũng đã bấm sẵn ba cái chấu như này rồi. Thì về anh em chỉ việc cắm vào cái rắc zin vậy là xong. Thì lưu ý ở bên mình là anh em sẽ phải chuyển từ điện máy sang điện bình. Thì những cái chiếc xe phổ thông của chúng ta, bất kể là một cái chiếc xe số nào ở trên thị trường có cái phần dung tích là dưới 150 sẽ là chạy điện máy các bác nhá. Ví dụ là chiếc X135 này nó sẽ chạy điện máy này, chiếc xe Dream này chạy điện máy, chiếc xe Way chạy điện máy, thì chúng ta sẽ phải chuyển sang điện bình. Thì bên mình cũng đã có những cái video clip nói về cái cách chuyển điện máy sang điện bình rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ sâu đến cái sản phẩm, nó là em chóa X135 như ở đây em đang cầm. Thì cái phiên bản chóa X135 này thì bên em cũng đã sơn một màu đen cực kỳ là đẹp và huyền bí, nó sẽ tăng cái độ cá tính cho cái chiếc xe thân yêu của các bác. Khi mà độ những cái em chóa như thế này lên, thứ nhất là tăng độ sáng, tăng độ thẩm mỹ, cộng với lại cái phần cá tính của những cái chiếc chóa đen như này cực kỳ là ngầu và chất. Rồi, ở đây là phía mặt trước và cái phía mặt sau, ở đây thì bên em cũng đã co bằng cái cao su chụp zin theo cái chóa này. Và những cái phần chóa ở đây thì bên em sẽ sử dụng là những cái phần chóa xịn chính hãng các bác nhé. Đó, thì những cái sản phẩm này thì bên em làm đã chống bụi đâu đấy hết rồi. Thì những cái sản phẩm này thì ở đây thì em sẽ có những cái phần lỗ thông hơi. Thì ở trong những cái sản phẩm này thì các bác có thể biết là ở đây nó sẽ có một cái quạt này. Đó, thì khi cái quạt này nó hoạt động thì nó sẽ hút không khí ở ngoài này vào. Thì không khí ở ngoài này nó sẽ kèm theo bụi bẩn thì sẽ được lọc qua cái phần thông hơi ở đây, và không khí nóng sẽ được thổi ra ngoài qua những cái vòi như thế này. Thì những cái vòi này không phải là bên em độ vào, mà nó chính là những cái vòi ở treo những cái chóa zin ở trên những cái chiếc xe thân yêu của các bác, nó cũng sẽ có những cái vòi như thế này. Thì không khí nó sẽ được hút vào đây và thổi khí nóng ra ngoài thì nó sẽ được đối lưu không khí. Đó, cực kỳ là yên tâm. Thì chúng ta về chỉ việc gắn lên những cái chiếc xe của chúng ta như zin, sẽ không cần phải độ chế gì cả. Rồi, và tiếp theo thì em sẽ chia sẻ đến một cái phần cũng khá là quan trọng nữa và có nhiều anh em sẽ muốn đầu tư thêm, nó là gì. Và tiếp theo thì bên em sẽ chia sẻ một cái nhân tố khá là cần thiết khi chúng ta độ những cái phần bi như này. Thì anh em có thể biết là những cái chiếc xe phổ thông của chúng ta nó mặc định xài điện máy, là khi chúng ta nổ máy lên thì cái đèn nó mới sáng, nó sẽ ăn điện từ dưới mâm lửa chúng ta cấp thẳng lên cái bóng đèn. Và những cái phần bi như này thì chúng ta muốn cái hiệu quả ánh sáng nó luôn luôn ổn định thì chúng ta sẽ phải sử dụng sang điện bình. Thì khi chúng ta sử dụng sang điện bình thì cái nhược điểm của những cái chiếc xe số phổ thông của chúng ta, nó chính là những cái phần đường sạc nó khá là yếu. Thì chúng ta sẽ cần nâng cấp những cái phần đường sạc đó bằng những cái cục sạc như ở đây mình đang cầm, nó chính là cái cục sạc Suzuki GD. Đây thì bên mình đã phối sẵn một cái túi ni lông ra. Đó, thì ở đây giới thiệu với các bạn, nó chính là cái cục sạc Suzuki GD. Ở trên cục sạc nó có chữ HCE, đây nó sẽ là hàng xịn chính hãng. Thì ở phía bên dưới này nó sẽ có những cái phần mã số được khắc bằng laser, và phía mặt sau ở đây thì những cái rắc này thì chúng ta sẽ là cái rắc theo cái cục sạc này. Còn khi chúng ta độ lên những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta nó sẽ khác. Thì ở đây thì bên mình sẽ có những cái cọng dây như thế này, một đầu chúng ta sẽ cắm nó vào cái cục sạc như thế này đó, và cái đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào cái rắc sạc zin ở trên xe. Và cái rắc này thì bên mình đã làm và tính toán nó sẽ phù hợp với lại những cái chiếc xe của các bạn, thì chúng ta về chỉ việc cắm như zin đó. Thì ví dụ như ở cái chiếc xe zin thì chúng ta sẽ có một cái rắc như thế này ở cái cục sạc của trên xe các bạn, nó sẽ ở gần cái bình ắc quy của các bạn đó. Thì khi chúng ta độ một cái cục sạc như thế này thì chúng ta sẽ cần rút cái cục sạc zin của các bạn ra, và chúng ta sẽ cắm cái rắc như thế này vào cái rắc zin ở trên xe của các bạn. Và điều kiện để sử dụng cái cục sạc này là chúng ta sẽ cần phải tách mát. Thì ở clip trước thì bên mình cũng đã có những cái clip hướng dẫn tách mát cho những cái chiếc xe số phổ thông. Thì điển hình ở trên cái video đó thì bên mình đã làm một cái video tách mát cho cái chiếc xe Way hoặc những chiếc xe zin. Thì những cái chiếc xe số phổ thông của các hãng nó sẽ tách mát giống như nhau. Thì anh em nào vẫn chưa biết cái cách tách mát thì có thể là qua cái video clip đó, thì bên mình đã đăng tải khá là chi tiết cái sản phẩm về cái bộ sạc cũng như là cái cách tách mát dành cho những cái chiếc xe như thế rồi. Rồi thì không lên miên nữa. Thì khi anh em có nhu cầu nâng cấp một bộ ánh sáng như thế này thì cái việc đầu tiên của chúng ta sẽ là cần một cái bộ chóa như thế này. Thì giá thì bên mình cũng đã chia sẻ ở trên video rồi. Thì cái thời điểm này thì bên mình đã chia sẻ cái mức giá nó là như thế. Thì sau cái video này thì anh em có thể đặt hàng những cái sản phẩm này ở trên Lazada, trên Shopee, trên Tiki hay Sendor. Thì thường là bên mình hay đẩy các cái sản phẩm lên những cái trang thương mại số 1 Việt Nam, nó chính là Lazada và Shopee trước rồi mới đến những cái trang thương mại khác. Thì những cái sản phẩm này bên mình báo giá cho các bạn thì cái mức giá đó nó có thể dao động vào từng thời điểm. Thì để cập nhật được cái mức giá nó tốt nhất khi anh em đặt hàng thì anh em có thể là theo cái link ở cuối cái video này. Thì ở dưới cái mục mô tả video này thì bên mình sẽ để những cái link của những cái shop ở trên Lazada hay Shopee như thế, thì anh em vào đó thì anh em sẽ nắm được cái giá tại thời điểm anh em muốn đặt hàng. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Thì bây giờ là bên mình sẽ đi test ánh sáng thực tế của cái mẫu bi có kích thước là 2.0 của thương hiệu IF khi mà độ lên những cái chiếc chóa của những cái chiếc xe phổ thông ở đây. Thì tí nữa thì mình sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi mà đã độ vào cái chiếc chóa của X135 ở đây. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu như anh em có yêu cầu thì bên mình sẽ ship đến tận tay cho các bạn. Cảm ơn. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi IS có kích thước lăng kính là 2.0 sau khi là đã được độ vào chiếc chóa X135. Đó, đây là chế độ đề ni mắt quỷ màu đỏ cực kỳ là đẹp. Đây là mặt trước và tiếp theo ở đây là phía mặt sau của sản phẩm. Đó, thì bên mình đã làm cách nước đầy đủ và có chống bụi như zin.
thì cái sản phẩm này thì khi chúng ta về gắn lên xe cực kỳ là đơn giản, như ở đầu clip em đã chia sẻ với các bác rồi đó. Rồi thì bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu BIF có phần kích thước lens kính 2.0 sau khi là đã được độ vào chiếc chóa X135 như ở đây tay em đang cầm. Sau khi là em bật cái đèn chính của chúng ta lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái luồng ánh sáng cực kỳ là mạnh. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu BIF IS có kích thước size kính là 2.0 vào chiếc chóa X135. Thì cái sản phẩm này thì bên em đã làm đâu vào đấy rồi, thì các bác về chỉ việc là cắm jack vào như lúc đầu video em còn nói đó. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi này khi mà soi ở ngoài mặt đường. Hiện tại có một chiếc xe họ đang đi đến. Đó thì các bác có thể thấy là em bi này có phần kích thước chỉ có 2.0 thôi, nhưng mà cái phần ánh sáng nó mạnh ngang với lại chiếc xe vừa đi qua. Và em sẽ thử bật pha lên. Đó, ánh sáng cực kỳ là ok. Thì những video clip trước thì em đã chia sẻ về cái mẫu sản phẩm bi LED có kích thước là 2.0 inch đấy rồi. Thì các bác có thể nhìn thấy là cái đường ánh sáng của em này nó có một cái chế độ chân cốt hình vòng cung. Cái chân cốt hình vòng cung ở đây khá là đẹp. Và cái phần ánh sáng từ chân cốt đến cái đường cắt ánh sáng ở phía trên này nó khá là liên lạc. Và các bác có thể nhìn thấy cái phần trung tâm ánh sáng nó sẽ có một cái vùng sáng mạnh hơn ở phía xung quanh. Thì các bác có thể nhìn rõ cái phần mặt đường. Đó, đây là chế độ cốt em đang xa ra. Từ đây đến cái nhà phía đằng xa kia nó sẽ rơi vào tầm khoảng 250m. Và đến cái biển ở phía đằng xa kia nó sẽ rơi vào tầm 270m. Thì em đang giả sử chiều cao của một chiếc xe phổ thông là một chiếc xe X135 phiên bản 5 số của Yamaha. Thì đây sẽ là chiều cao của những cái chiếc xe số phổ thông. Thì các bác có thể nhìn thấy là cái phần chân ánh sáng ở ngay phía trước mặt em đến cái phần đường cắt kia nó sẽ rơi vào tầm khoảng 30-35m. Thì chúng ta sẽ có một cái cự ly nhìn chế độ cốt cực kỳ là xa, nó sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta. Và khi chúng ta dương pha lên thì cái phần ánh sáng này nó sẽ là một dải liên lạc từ phần chân cốt đến tận cái biển phía đằng xa kia. Đó, hiện tại là do trên máy quay thì các bác sẽ khó nhìn đến tận cái biển kia, thì các bác có thể nhìn đến cái nhà hai tầng phía đằng xa kia. Đây là chế độ cốt pha đó, thì các bác có thể nhìn rõ cái nhà hai tầng phía đằng xa kia. Rồi thì em sẽ quay gần lại một xíu thì các bác có thể nhìn thấy cái đường cắt xanh led ở phía trung tâm. Và đây là chế độ pha, thì các bác sẽ nhìn thấy một cái khối cầu hình tròn cực kỳ là sáng. Đây là khi em xoay gần, và khi em xoay xa thì nó sẽ bao quát cả cái phần mặt đường của chúng ta. Thì chia sẻ với các bác thì hiện tại ở đây là em có cái phần mặt đường bê tông rộng 5m, thì các bác có thể nhìn thấy cái phần trung tâm của ánh sáng nó cũng rộng hơn 5m. Thì các bác có thể nhìn thấy hai cái bên bờ cỏ ở hai bên thì nó đã sáng rực lên rồi. Cốt ạ, pha, cốt, pha. Đó, và cái phần ánh sáng của hai bên này nó khá là rộng. Thì các bác có thể nhìn thấy là cái phần đường bê tông của chỗ em nó rộng 5m, và hai bên rìa của ánh sáng cái độ rộng của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 12-15m, thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta quan sát hai bên bề đường cực kỳ là yên tâm và an toàn. Đó, chế độ pha cốt cực kỳ là đẹp và sắc sảo. Đó, thì em sẽ quay gần ở đây thì các bác sẽ nhìn rõ hơn, khái quát được phần nào cái phần ánh sáng ở chế độ cốt và chế độ pha. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy phần tâm của ánh sáng cực kỳ là gọn, cực kỳ là trụ. Với cái mức giá đầu tư cho một bộ combo em làm sẵn như thế này, nó sẽ là trên 1 triệu và dưới 2 triệu đồng. Ở cái phân khúc trên dưới 2 triệu đồng thì em khẳng định luôn, em này nó sẽ là vô đối trong tầm giá. Thường là trong khoảng 1 triệu cho đến gần 2 triệu đồng thì anh em hay nghĩ đến là những cái chiếc bóng LED. Thì đối với lại những cái chiếc bóng LED nói chung thì những cái phần bi có kích thước size 2.0 như thế này thì nó sẽ giẫm chết tất tần tật những cái loại bóng LED trên thị trường hiện tại bây giờ. Cái này là khẳng định, bởi vì nói cho rõ là bóng LED thì không bao giờ thể bằng bi LED được rồi các bác ạ. Đây là điều em nhấn mạnh với cái sản phẩm này. Bóng LED thì không bao giờ bằng bi. Nói rõ quan điểm với nhau như thế. Và đây, với gần 2 triệu đồng thì các bác sẽ được một cái sản phẩm như thế này. Cực kỳ là ok. Rồi thì em xin phép tạm dừng video clip ở đây. Thì bên em sẽ có những cái sản phẩm như thế này sẽ được up lên những cái trang thương mại điện tử như Shopee hay Lazada. Thì các bác có nhu cầu thể tìm mua tại đó, hoặc có thể liên hệ trực tiếp bên em theo cái số điện thoại em sẽ để ở các màn hình ấy. Thì những cái sản phẩm như thế này thì bên em sẽ làm full một bộ như thế này rồi. Thì các bác về chỉ việc cắm vào xe là xong. Lưu ý là sẽ phải gắn qua điện bình. Thì những cái chiếc xe số phổ thông sẽ là chạy điện máy. Thì chúng ta sẽ gắn những cái phần bi LED như thế này sẽ là chạy điện bình. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video clip sau.